Sau trận thua 1-4 trước Hungary, tuyển Futsal Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quý trong cuộc đối đầu với tuyển Nga, đội mà 3 lần trước đây Việt Nam đều thất bại với tỷ số cách biệt. Diễn biến trên sân cũng đã sớm thể hiện sự vượt trội khi các cầu thủ đến từ xứ sở Bạch Dương kiểm soát tốt thế trận và ghi 3 bàn dẫn trước. Viễn cảnh một trận thua đậm dần tái hiện trước mắt các khán giả Việt Nam, nhưng thầy trò ông Diego Jutozi đã có sự vùng lên mạnh mẽ. Lần lượt Ngọc Sơn và Châu Đoàn Phát đã có những pha lập công rút ngắn tỷ số còn 2-3. Trong 30 giây cuối cùng, tân đội trưởng Phạm Đức Hòa đã xuất sắc ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3 nhờ chiến thuật power play. Hòa đội từng giành ngôi Á quân thế giới là một thành tích không thể tuyệt vời hơn và càng có ý nghĩa như là món quà tri ân cựu đội trưởng Trần Văn Vũ, người đã có hơn 13 năm gắn bó và đồng hành với Futsal Việt Nam. Trong khoảng thời gian gần 15 năm thì Vũ cảm thấy rất biết ơn với Futsal Việt Nam và hy vọng sau khi giải nghệ không còn thi đấu, Vũ tham gia công tác huấn luyện sẽ có thể cống hiến thêm cho Futsal Việt Nam. Chúng ta cần phải có những cuộc đối đầu với các đội bóng mạnh như thế này. Nó sẽ giúp cho chúng ta dần hoàn thiện mình hơn. Mỗi đội bóng đều có lối chơi khác nhau và qua đó chúng tôi sẽ có những đấu pháp hợp lý cho từng đối thủ. Tôi vui và hạnh phúc với những kết quả vừa qua. Tôi có niềm tin vào đội có thể giành ngôi nhất bảng ở vòng loại và hướng đến những mục tiêu xa hơn ở vòng chung kết cũng như giành suất dự vòng chung kết World Cup. Tại vòng loại giải Futsal châu Á 2024, tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Nepal và Mông Cổ. Với 31 đội được chia làm 8 bảng, 8 đội đầu bảng cùng 7 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết.